trở lại đây. Video ngày hôm nay thì mình muốn nói đến cái câu mà người Việt Nam mình hay nói là phải có con, phải sinh con thì mới biết lòng cha mẹ, mới thương cha mẹ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái quan điểm cá nhân thôi nha, cá nhân của mình về cái chuyện là bạn có thực sự sẽ thương con, yêu con nhiều rồi xong bạn sẽ có thực sự biết ơn và thương cha thương mẹ mình nhiều hơn sau khi mà bạn sinh con hay không. Đối với mình thì cái việc mà bạn thương cha mẹ mình nó như là cái điều hiển nhiên khi bạn sinh ra rồi. Bạn chắc chắn bạn thấy cái tình thương của cha mẹ dành cho mình quá lớn, hoặc là họ hy sinh quá nhiều, thì bạn cũng sẽ dần dần sau này theo thời gian, hoặc là đến một lúc nào đó bạn cũng nhận ra cha mẹ là cái người quan trọng, những cái người mà hãy giúp đỡ bạn nhiều vậy. Nhưng nó không phải là đúng với tất cả mọi người. Mình nói ví dụ thôi nha, những cái đứa trẻ mồ côi hay là những cái người mà hả cô nhi viện, hay những cái người mà ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ, bạn nghĩ những người đó lớn lên á, khi mà người ta có con, có cha, có mẹ, người ta có con á, người ta có thương ba mẹ người ta không? Mình nghĩ là không đâu bạn. Bởi vì mình cảm thấy á, mình dùng cái câu đó nó như là áp đặt cho người khác cũng phải suy nghĩ như vậy về cái chuyện là sinh con là một cái gì đó lớn lao. Mình khẳng định với các bạn, đến ngày hôm nay khi mình sinh con xong, sinh con nó không khó bạn. 9 tháng 10 ngày đúng bạn mang nặng, đẻ đau. Nhưng mà 9 tháng đó bạn mang trong bụng á, nó vẫn dễ hơn là 90 năm trên cái cuộc đời này bạn phải nuôi dạy một cái đứa trẻ nó thành người, và phải thành người tử tế, và phải thành người thành công như bạn. Cho nên bạn nhìn đi, những người có những người là chỉ là con nuôi thôi, những người cha người mẹ đó họ mới cực nhiều hơn các bạn, tại vì họ phải chăm một cái đứa trẻ từ nhỏ, bệnh tật ốm đau rồi xong tiền học tiền thuốc men, rồi xong bạn phải dạy dỗ cái cá tính để trở thành một người thành công nữa. Cho nên bạn chỉ lấy cái thước đo là chuyện bạn đẻ con ra thì bạn sẽ tự nhiên thương cha mẹ. Bạn thương cha mẹ bởi vì cái công sức họ nuôi bạn. Bạn nên phân biệt rõ ràng cái chuyện sinh đẻ và cái chuyện nuôi nấng nó khác nhau hoàn toàn. Có người có thể biết sinh nhưng mà không biết nuôi, có người có thể biết nuôi nhưng mà người ta không thể sinh được. Cho nên hả, khi mà bạn phân biệt được hai cái chuyện sinh đẻ và nuôi nấng ra rồi thì bạn mới biết được là mình thương cha mẹ mình bởi vì cái công ơn nuôi nấng dạy dỗ. Thì đối với mình cảm thấy đúng, mình sinh con ra con mình xong thì mình cái điều duy nhất mà mình cảm thấy lúc mình sinh con xong đó là mình rất thương những cái bà mẹ ngoài kia, mình thương tất cả những người là phụ nữ. Mình chưa bao giờ thương phụ nữ nhiều như vậy cho đến khi mình làm mẹ. Mình biết ơn tất cả những cái bà mẹ ngoài kia, mình biết ơn tất cả những người phụ nữ đã hy sinh cái tuổi thanh xuân của họ, hy sinh cái cơ thể của họ, hy sinh cái sức khỏe của họ, hy sinh tất cả những cái gì mà họ có trên cuộc đời này chỉ để đem đến thế giới này một cái hình hài là em bé. Các bạn có thể nói là không có chồng làm sao có con. Xin lỗi các bạn, bây giờ thụ tinh nhân tạo không cần chồng cũng được nữa, đầy nhiều anh ngoài kia cũng hiến tinh lắm. Ok, cho nên cái người mà hả hy sinh nhiều nhất đó là người phụ nữ khi mà họ sinh đứa con ra và họ nuôi nấng đứa con nha. Mình đang nói phải nuôi nấng đứa con nữa, chứ còn bạn sinh ra bạn quăng như vợ trị viện trại trẻ mồ côi, hay là bạn quăng thùng rác, hay là bạn quăng từ lầu mấy xuống, thì đối với mình nếu đứa trẻ đó có vô tình sống sót, nó nghe được câu chuyện đó, bạn nghĩ nó có thương cha thương mẹ nó nhiều hơn không? Cho nên cái câu này của người Việt Nam đôi khi mình thấy nó rất là áp đặt. Bạn áp đặt cho người khác là sinh con xong là bạn phải thương cha thương mẹ nhiều hơn, phải biết ơn nhiều hơn. Cái biết ơn này nó chỉ thể hiện và chỉ có nếu như người cha người mẹ đó thực sự chăm sóc và quan tâm với con nhiều hơn. Nếu như bạn không quan tâm cho con bạn, nếu bạn không chăm sóc con bạn, bạn nghĩ con bạn khi lớn lên nó có thể về thăm bạn một hai lần, nếu dù có lạc thất lạc đi chăng nữa, gặp cái đứa trẻ nó biết điều, nó sẽ tìm về, nó gặp bạn một hai lần, nhưng cái tình cảm nó sẽ không có. Bạn nghĩ đi, giống như chó mèo vậy, nó ở với bạn bao nhiêu năm, bạn phải cho nó ăn, bạn phải chăm nó, thì con chó con mèo nó mới thương bạn. Con người nó cũng phải vậy, đúng không? Bạn ở với cha với mẹ của bạn, tại sao bạn thương cha mẹ bạn? Bởi vì bạn ở với họ hàng ngày, họ nuôi bạn. Khi bạn ốm đau bệnh tật, họ là người kế bên bạn, chăm sóc bạn. Thì đến khi mà bạn có con không xong, con bạn bị bệnh, thì bạn mới nhận ra được là cái lúc nhỏ mình cũng bị bệnh như vậy, thì ba mẹ mình cũng cực khổ như vậy, thì phải chăm con. Thì đó là cái mà mình đang muốn nhấn mạnh, đó là cái sự nuôi nấng chứ không phải là cái sự sinh nở. Ở đây mình không muốn nói đó là sinh nở không có công gì, nhưng thật sự sinh nở nó đối với mình nó vẫn là một điều dễ dàng hơn là cái việc nuôi nấng. Và có những người mẹ người ta tuyệt vời đến mức khả, từ cái lúc sinh nở bạn đã thể hiện được cái chuyện là người ta có coi trọng con của mình hay không rồi. Mình nói ví dụ đơn giản, có nhiều bà mẹ sức yếu,
người ta có bầu, người ta biết, ví dụ như có những bà mẹ bị ung thư biết là mình có con, không sử dụng thuốc chống ung thư gì hết, chỉ để sinh đứa con ra xong là mất đi bạn. Thì đối với mình đó là những người bạn, người ta đã từ từ khi mà người ta có con thôi người ta đã thể hiện cái tình yêu. Còn có những bà mẹ mà có bầu xong rồi hả, uống rượu bia, hút thuốc, đi bar, đi sàn, nhảy đầm, rồi hả đi phá hại sức khỏe của mình để ảnh hưởng đến thai nhi. Đối với mình, những người mẹ đó không xứng đáng để mà được gọi là khi mà con nó lớn lên nó biết được những sự thật này và mong chờ là nó cũng phải thương mình. Bạn đang hủy hoại cuộc đời của bạn không sao, bạn hủy hoại luôn cả tương lai một đứa trẻ trong bụng của bạn. Bạn có thấy bạn quá đáng hay không? Thì đối với mình, cái câu này của người Việt Nam mình không có thích cho lắm, hay mình gọi là mình không có đồng ý với cái quan điểm đó cho lắm. Mình phải nói dùng đúng lại, đó là khi mà bạn có con xong thì bạn sẽ thấy biết ơn hơn với những người bỏ công sinh thành, nuôi nấng, dỗ dành, dạy dỗ những cái đứa trẻ thành người và phải thành tài nữa. Bạn thành tài cũng được, mà không thành người thì cũng khó lắm bạn. Bạn thành tài, bạn có tài năng, bạn kiếm ra tiền, nhưng mà bạn không có bạn bè, bạn đơn độc, cô độc thì cũng thất bại thôi à. Cho nên là hả, đối với mình, làm cha làm mẹ là một cái nghề khó nhất trên thế giới, mà không có ai dạy bạn để mà làm cha làm mẹ. Làm cha làm mẹ và làm vợ làm chồng, đó là hai cái nghề mà mình thấy hả, không có ai dạy bạn để bạn làm được hết. Và không có ai là hoàn hảo hết. Mỗi người ta sẽ có một cái cách khác nhau, sẽ có cái suy nghĩ khác nhau, nhưng đến cuối cùng cái bậc làm cha làm mẹ nào người ta cũng cố gắng cho con mình cái điều tốt nhất có thể để mà nuôi nấng con mình trưởng thành. Cho nên là hả, khi mà bạn có con xong á, bạn, nếu bạn cảm thấy bạn thương cha mẹ bạn nhiều hơn thì mình chúc mừng bạn, bởi vì ba mẹ bạn đã rất là thành công nuôi nấng bạn để bạn trở thành một người biết ơn và biết điều, và biết được là cái sự thành công của mình ngày hôm nay là một sự hy sinh to lớn từ gia đình, từ cái chuyện mà họ đem bạn đến thế giới này, cho đến khi họ bỏ rất là nhiều năng lượng, tiền bạc, công sức, sức lực để mà hả bảo vệ bạn, chăm sóc bạn, nuôi nấng bạn để trở thành một người thành đạt ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã coi video ngày hôm nay, và cũng như thường lệ đừng có quên là like, share, comment, subscribe và theo dõi cái kênh của mình nếu như bạn cảm thấy những cái thông tin mà mình chia sẻ là bổ ích. Cảm ơn các bạn. Bye bye.